Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin bóng đá sáng ngày 20 tháng 1 của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức bóng đá nóng hổi mỗi ngày cùng chúng tôi nhé. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Đến làm khách trên sân của Brentford ở trận đá bù vòng 17 Ngoại hạng Anh, mục tiêu của đoàn quân Ralf Rangnick không gì khác ngoài 3 điểm. Thế nhưng trong suốt hiệp 1, Quỷ Đỏ lại không thể ghi bàn và có những lúc để đội chủ nhà ép ngược lại. Mọi chuyện đổi khác chỉ khi bước sang hiệp thi đấu thứ hai. Khởi điểm cho bữa tiệc của MU được mở bởi tài năng trẻ Anthony Elanga sau đường truyền tốt của Fred. Elanga băng vào hãm bóng rồi đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 55. Chỉ 7 phút sau đó, Ronaldo, Fernandes phối hợp bài bản trước khi đưa bóng đến chân của Greenwood, đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 77, Rashford với một cú ra chân quyết đoán tiếp tục nới rộng khoảng cách với đội chủ nhà lên con số 3. Nỗ lực duy nhất của những chú ong chỉ là bàn thắng danh dự ở phút thứ 85 nhờ công của Ivan Toney. Thắng trận 3-1, MU chấm dứt chuỗi ngày thi đấu thất vọng gần đây và tiếp tục nuôi hy vọng top 4 mùa này. Theo Daily Mail, đại diện của Cristiano Ronaldo và ban lãnh đạo Manchester United bắt đầu trao đổi về vấn đề hợp đồng của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Cầu thủ 36 tuổi muốn được thi đấu ở UEFA Champions League và anh sẽ ra đi nếu MU không đáp ứng được điều này. Nguy cơ Quỷ Đỏ không được tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu rất rõ ràng. Đội chủ sân Old Trafford hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với các đội xếp trên không lớn và MU vẫn còn những trận đấu bù. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, chỉ giành 2 chiến thắng trong 5 vòng gần nhất, MU không tạo ra cảm giác yên tâm. Sắp bước sang tuổi 37, Ronaldo chưa có ý định giải nghệ. Thậm chí, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đặt mục tiêu thi đấu cho các đội bóng lớn để cạnh tranh danh hiệu. Chính vì thế, nếu Quỷ Đỏ thi đấu kém khởi sắc như hiện tại và không có vé dự Champions League, CR7 99% sẽ quyết định ra đi. Lâu nay, Bayern Munich luôn theo đuổi chính sách không đề nghị những cầu thủ quá 30 tuổi ký hợp đồng mới có thời hạn trên 1 năm. Tuy nhiên, mới đây, Hùng Xám đã phá lệ và đề nghị Lewandowski gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2023-2024, khi hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau. Tuy nhiên, theo tờ Bild, thì để được gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena, Lewandowski sẽ phải chấp nhận hạ bớt thu nhập mà anh đang được hưởng là mức lương 360.000 bảng mỗi tuần. Trong trường hợp cựu tiền đạo Dortmund không chấp thuận đề xuất trên, anh có một sự lựa chọn khác là gia hạn hợp đồng 1 năm và được giữ nguyên mức lương hiện tại. Nếu Lewandowski từ chối gia hạn hợp đồng, ban lãnh đạo Bayern dự định sẽ bán anh ngay khi mùa giải 2021-2022 kết thúc. Hiện tại, chủ nhân danh hiệu The Best 2021 đang được rất nhiều ông lớn nhòm ngó và sẵn sàng trải thảm đỏ đón về. Hiện tại, Lingard đang là người thừa ở MU khi mới ra sân 14 lần trên mọi đấu trường mùa này. Newcastle muốn mượn cầu thủ sinh năm 1992 và sẵn sàng trả mức lương 100.000 bảng mỗi tuần của anh cho đến cuối mùa 2021-2022. Hồi tháng Giêng năm ngoái, Lingard đã đầu quân cho West Ham theo dạng cho mượn, giúp MU thu về 1,5 triệu bảng. Theo báo chí Anh, Lingard vẫn lưỡng lự với đề nghị từ Newcastle bởi anh muốn quay trở lại West Ham hơn. Thực tế là ở hè 2021, West Ham đã hỏi mua đứt Lingard sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này, ghi 9 bàn sau 16 lần ra sân. Tuy nhiên, đòi hỏi quá cao từ MU khiến The Hammers bỏ cuộc. Tottenham cũng là đội muốn có Lingard, song họ đang chờ đón tuyển thủ Anh vào mùa hè năm 2022 theo dạng tự do. Nếu Lingard gia nhập Newcastle, thực tế đây là điều tốt cho cả ba bên. Về phía Trích Chòe, họ sẽ có thêm nhân sự cho cuộc chiến trụ hạng. Về phía MU, Quỷ Đỏ sẽ giảm bớt chút tiền lương của cầu thủ này. Với cá nhân Lingard, anh cần được ra sân thường xuyên nếu muốn được huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập lên tuyển tham dự World Cup 2022 vào cuối năm ở Qatar. Mới đây, Tòa án Anh tuyên bố cựu cầu thủ Real Madrid và Man City là Robinho sẽ bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể một cô gái trẻ ở Italia vào năm 2013. Đơn kháng cáo của anh đã bị tòa án bác bỏ và anh sẽ bắt đầu thi hành án ngay lập tức. Trang thông tin Futsal uy tín thế giới Futsal Planet vừa công bố các hạng mục xếp hạng của giải Umbro Futsal Awards. Kết quả, thủ thành Hồ Văn Ý của tuyển Futsal Việt Nam đứng hạng 10 trong mục thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới với 21 phiếu bầu. Đây là lần thứ hai thủ thành người Quảng Nam giữ vị trí top 10 thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới.
Trước đó vào năm 2018, thủ thành câu lạc bộ Thái Sơn Nam lọt vào top 5. Hồ Văn Ý là thủ môn Đông Nam Á duy nhất và là một trong hai thủ môn châu Á có tên trong danh sách bầu chọn lần này. Tại World Cup Futsal 2021, Hồ Văn Ý có những pha cứu thua xuất thần, giúp tuyển Futsal Việt Nam vào tới vòng 1/8 và chỉ dừng bước trước tuyển Nga. Chia sẻ với truyền thông chiều qua 19 tháng 1, Công Phượng tự tin cùng đội tuyển Việt Nam giành kết quả tốt trước đội tuyển Trung Quốc. Trận đấu với đội tuyển Trung Quốc sẽ là một trận đấu rất đặc biệt bởi diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết. Để chuẩn bị cho trận đấu này, bản thân tôi và các anh em trong đội đang nỗ lực phấn đấu hết mình để hướng tới kết quả tốt đẹp nhất cho đội tuyển, cũng như dành tặng cho người hâm mộ nước nhà. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà thực sự là điều rất vinh dự của đội tuyển. Trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn tiếp diễn như hiện nay, thì đó càng là động lực để đội tuyển nỗ lực cống hiến hết mình để giành được kết quả tốt nhất. Phượng cùng các đồng đội hy vọng tất cả mọi người đều an toàn trong mùa dịch. Công Phượng là một trong hai đội phó trong ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam. Cùng với Bùi Tiến Dũng, Công Phượng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, khích lệ tinh thần các đồng đội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và không bao giờ từ bỏ của những chiến binh sao vàng. Bản tin bóng đá sáng ngày 20 tháng 1 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.